một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôn toàn quốc là không bao giờ được. Vì tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi cũng phải phục tôi. Vì đến giờ phút này tôi đang ở trên đỉnh cao, không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất. Thả tôi rời cuộc chơi, mà tôi đã chơi là chật và nét luôn. Đúng không? Cho nên bây giờ một nửa thì ngưỡng mộ thầy Thích Minh Tuệ, một nửa thì chống đối, đang 50-50. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào. Được không ạ? Nếu là sứ mệnh của tôi, đúng không? Tôi sẽ làm. Bị đụng vào những cái... Xin chào cả mọi người nhé. Rất nhiều người cứ hỏi là cô Hằng mày á, đang nói về thầy Thích Minh Tuệ kìa, mày sẽ ủng hộ ai? Tôi nói này, quan điểm của tôi nhé, tôi yêu quý Nguyễn Phương Hằng, yêu quý những việc làm tốt đẹp của cô ấy, giúp dân giúp đời, và tôi yêu quý thầy Thích Minh Tuệ vì những cái tu hạnh đức hạnh của thầy ấy, những cái điều tốt. Còn khi cô Hằng cô nói về vấn đề nào hay như thế nào á, thì chúng ta hãy đợi tuần sau tiếp tục cô ấy nói như thế nào, đúng không ạ? Vì tôi hiểu với bạn một điều này này, cô ấy đang được nhiều người yêu quý này kia như vậy á, cô ấy cũng không dại gì cô đụng đến những cái này cái kia mà cô nói những cái sai đâu. Hãy nghe cho hết câu chuyện và hãy chờ đợi nhé. Biết đâu mà mọi chuyện lại bất ngờ và gà ngựa, đúng không ạ? Còn ra những người mà yêu quý á, là chúng ta hãy yêu quý những cái tốt và sáng suốt, đúng không ạ? Còn khi yêu quý cái tốt thì yêu quý cái tốt, nhưng mà ai sai thì người đó phải chịu thôi. Chào tất cả mọi người. Nên là cái lũ ngu hay cái bọn này bọn kia ghét cô Hằng, đừng có vào mà khịa, đừng có kích động cái này cái kia nhá. Chúng mày còn ngu lắm.